rào cản khiến ông Trump khó trở thành chủ tịch Hạ viện. Ông Trump đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý có thể khiến ông phải ngồi tù. Rào cản lớn nhất khiến cựu Tổng thống Mỹ khó trở thành chủ tịch Hạ viện. Đến nay, ít nhất 3 đảng viên Cộng hòa gồm hạ nghị sĩ Joy Greg Stewart và Mario R. Taylor Greene đã tuyên bố rằng họ sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trở thành chủ tịch Hạ viện, thay thế ông Kevin McCarthy, người vừa bị bãi nhiệm hôm 3 tháng 10. Tuần này, khi Hạ viện Mỹ họp trở lại, việc đầu tiên tôi làm là đề cử ông Donald Trump làm chủ tịch. Ness cho hay, Tổng thống Trump, Tổng thống vĩ đại nhất đối với tôi, đã có lịch sử, được chứng minh là luôn đặt nước Mỹ trên hết và khiến Hạ viện vĩ đại trở lại. Trong một bài đăng trên mạng x Hạ nghị sĩ steve viết ngắn gọn bầu Donald Trump làm chủ tịch Hạ viện. Hạ nghị sĩ Green bày tỏ, ông Trump là ứng cử viên duy nhất cho vị trí chủ tịch Hạ viện mà bà ủng hộ. Chúng ta có thể đưa ông ấy lên làm lãnh đạo Hạ viện, sau đó bầu ông ấy làm Tổng thống, bà nói. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 5 tháng 10, Trump cho hay ông sẵn sàng nhận vai trò chủ tịch trong thời gian ngắn vì Đảng Cộng Hòa cho tới khi Hạ viện tìm được người lãnh đạo lâu dài. Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực có thể quyết định thành bại chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ, cũng như duy trì hoạt động hiệu quả của cơ quan lập pháp. Ghế này trong lịch sử Mỹ thường thuộc về đảng chiếm đa số tại Hạ viện hiến pháp mỹ đề cập rất ít về việc ai có thể giữ vị trí này ngoài tuyên bố hạ viện sẽ chọn ra chủ tịch đó cũng không quy định chủ tịch hạ viện phải là nghị sĩ đương nhiệm các nhà sử học và chuyên gia pháp lý suy đoán những nhà lập quốc mỹ có thể cho rằng người đảm nhận công việc chủ tịch hạ viện sẽ được lựa chọn trong số các nghị sĩ được bầu nên không quy định cụ thể về tiêu chuẩn ứng viên đây có thể là cánh cửa để những người chưa từng có kinh nghiệm lập pháp như ông trump tham gia cuộc đua giành vị trí chủ tịch hạ viện nếu ông trump trở thành chủ tịch hạ viện đây sẽ là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước mỹ một số người không phải thành viên Hạ viện từng được đề cử trước đây song chưa ai thành công. Tuy nhiên cánh cửa đến với chiếc ghế chủ tịch Hạ viện của cựu tổng thống Mỹ được cho là khá hẹp. Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện với 221 ghế, Đảng Dân chủ kiểm soát 212 ghế. Để được bầu làm chủ tịch Hạ viện, ông Trump sẽ phải nhận được ít nhất 217 phiếu ủng hộ. Toàn bộ nghị sĩ Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ phản đối ông, trong khi nhiều thành viên Cộng hòa theo đường lối trung dung cũng không muốn ủng hộ cựu tổng thống. Ngoài ra, cơ hội đảm nhận ghế chủ tịch hạ viện của ông Trump cũng đang vướng rào cản bởi một điều luật do chính Đảng Cộng hòa đề ra. Điều 26 trong quy tắc hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện được thông qua hồi tháng 1 quy định rằng thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ phải từ chức nếu bị truy tố một trọng tội có thể khiến họ bị phạt từ 2 năm tù trở lên. Chủ tịch Hạ viện là chức danh nằm trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng hòa nên quy định trên nhiều khả năng sẽ ngăn ông Trump làm chủ tịch Hạ viện vì ông đang bị truy tố về nhiều tội danh nghiêm trọng có thể phải chịu mức án ít nhất 2 năm tù. Cựu Tổng thống Trump hiện đối mặt tổng cộng 91 cáo buộc hình sự trong 4 cáo trạng ở cả cấp bang và liên bang. Ngoài ra, ông cũng là bị đơn trong hàng loạt vụ kiện dân sự. Chúng ta không muốn một người bị kết án trở thành Tổng thống Mỹ. Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người kịch liệt phản đối ông Trump, nói với CNBC hôm 4 tháng 10. Trong khi đó, một số người thích đùa ở đồi Capitol lại nói rằng hãy để ông ấy trở thành Chủ tịch Hạ viện. Theo Ron Irving, giảng viên đại học, chuyên gia phân tích cấp cao tại NPR News, Quy định trên sẽ khiến các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện ngần ngại bầu cho Trump. Tôi không nghĩ một đảng viên Cộng hòa bình thường muốn tham gia vào việc trao cho cựu Tổng thống Trump quyền đóng cửa chính phủ, ông nói. Ảnh hưởng khôn lường của cuộc khủng hoảng ở Hạ viện Mỹ Hai ngày sau cuộc bỏ phiếu phế chốt Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên trong lịch sử, khiến cơ quan lập pháp này rơi vào bế tắc, vẫn chưa có giải pháp rõ ràng nào để giải quyết cuộc khủng hoảng. Hạ viện Mỹ đã bước vào thời gian nghỉ ít nhất đến tuần sau, trong bối cảnh một số ít nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa GOP đang công khai hoặc kín đáo bày tỏ mong muốn nắm giữ vị trí lãnh đạo cơ quan này. Tuy nhiên, theo BBC, hậu quả từ cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện Mỹ Kenvy McCarthy do những nghị sĩ GOP theo đường lối cứng rắn thúc đẩy đang trở nên rõ ràng hơn cả ở trong nước và quốc tế. Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng, theo các nhà phân tích, nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến việc ông McCarthy mất chức là quyết định của ông chỉ vài ngày trước đó cho phép tiến hành bỏ phiếu thông qua một biện pháp tài trợ chi tiêu ngắn hạn đến ngày 17 tháng 11, giúp chính phủ liên bang tránh phải đóng cửa tạm thời từ ngày 1 tháng 10. Cuộc khủng hoảng ở Hạ viện tiếp sau đó đang trì hoãn quá trình xem xét cuối cùng về cách thức và mức ngân sách dành cho chính phủ liên bang trong năm tài khóa tiếp theo. Vì những gì đã diễn ra với ông McCarthy, người kế nhiệm ông làm chủ tịch Hạ viện có thể phải ưu tiên nhượng bộ cánh cực hữu trong đảng GOP nhiều hơn là phe dân chủ trong Hạ viện và Thượng viện, cũng như Tổng thống Joe Biden trong Nhà Trắng. Chủ tịch Hạ viện trong tương lai có thể rất khó đạt được sự đồng thuận của các nhà lập pháp GOP liên quan đến chi tiêu liên bang khi hạng nghị sĩ Matt Gaetz, người dẫn đầu nỗ lực phế chuất ông McCarthy và các đồng minh đã kêu gọi cắt giảm mạnh ngân sách cho chính phủ. Trong khi các nghị sĩ GOP theo đường lối ôn hòa hơn và phe diều hâu trong đảng đang tìm cách tài trợ cho các ưu tiên lập pháp của họ. Thượng viện Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ phê duyệt gói phân bổ chi tiêu công cho chính phủ liên bang của riêng họ đồng thời ít có khả năng thông qua dự luật ngân sách do Hạ viện hậu thuẫn. Khi các bên không thể nhượng bộ nhau để đi đến thỏa thuận, nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vì hết tiền hoạt động ngày càng tăng. Nước Mỹ đã chứng kiến chính phủ liên bang phải tạm đóng cửa tới 21 lần dưới thời 7 tổng thống khác nhau trong 50 năm qua. Nên người dân có thể không còn xa lạ với các ảnh hưởng của nó. Các nhân viên và nhà thầu của các cơ quan liên bang sẽ gánh chịu phần lớn tác động khi việc trả lương cho họ bị trì hoãn hoặc thậm chí ngừng hoàn toàn trong một số trường hợp các chương trình của chính phủ dành cho người nghèo có thể bị cắt giảm, trong khi các văn phòng và dịch vụ công khác phải tạm dừng hoạt động. Viễn cảnh tồi tệ đó sẽ dẫn đến các hậu quả kinh tế không thể tránh khỏi, tiềm ẩn nguy cơ đẩy nước Mỹ vào tình trạng lạm phát. Thị trường đã trải qua một ngày hỗn loạn trong ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khiến các nhà đầu tư lo ngại lãi suất vay cao hơn, thậm chí có thể làm tăng khả năng xảy ra suy thoái. Ngoài ra, sự bất ổn trong Quốc hội Mỹ có thể tiếp tục làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với các định chế cầm quyền trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy mức độ tín nhiệm sụt giảm xuống mức thấp nhất mọi thời kỳ. Trong khi phe Dân Chủ đang theo dõi các diễn biến kịch tính trong cuộc đấu đá nội bộ của đảng GOP ở Hạ viện Mỹ với sự ngỡ ngàng xen lẫn thích thú ban đầu, hậu quả cuối cùng từ cuộc khủng hoảng này rất khó để dự đoán. Khi chỉ còn một năm nữa sẽ diễn ra các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ, sự thất vọng và phẫn nộ của các cử tri có thể là tin xấu đối với mọi thành phần chính trị ở xứ sở cơ hoa. Viện trợ cho Ukraine bị đe dọa, giới quan sát nhận định là nước luôn đi đầu và đóng góp rất lớn cho vô số hoạt động quốc tế, nên khủng hoảng ở Mỹ nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới cả những nơi khác trên thế giới, không chỉ về khía cạnh kinh tế. Theo New York Times, suốt những tuần qua, chính quyền Biden đã cảnh báo khoản tiền do Quốc hội Mỹ phân bổ cho các hoạt động viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đang gần cạn kiệt từ đầu tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cũng khuyến cáo về sự gián đoạn quy mô lớn ngày càng nghiêm trọng nếu các nhà lập pháp nước này không phê duyệt thêm hàng chục tỷ đô la dành cho Kiev trong những tháng còn lại trong năm nay. Trước áp lực từ các nhà lập pháp cánh hữu trong Hạ viện, cùng với việc cách chức ông McCarthy hôm mùng 3 tháng 10, các khoản viện trợ bổ sung cho quốc gia Đông Âu rốt cuộc đã không được thông qua. Hạ viện Mỹ sẽ phải án binh bất động cho đến khi bầu chọn được tân chủ tịch. Thời gian sớm nhất cho việc này có thể là giữa tuần sau, hơn nữa, bất kỳ ai đảm đương chức vụ này ít nhất cũng chịu áp lực tương tự và đối mặt với cùng thế tiến thoái lưỡng nan như ông McCarthy. Tổng thống Biden đã cam kết tiếp tục hậu thuẫn Ukraine bất chấp thách thức về ngân sách, chính quyền của ông ta đang ra sức tìm cách khác để trợ giúp cho Kiev, ví dụ như chuyển giao vũ khí thu giữ được từ Iran. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tin sự ủng hộ của đông đảo các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội sẽ giúp Mỹ duy trì viện trợ cho Ukraine, song con đường để có một dự luật nằm trên bàn tổng thống chờ ký duyệt đang trở nên khó khăn hơn trước. Nhìn chung, khi Hạ viện Mỹ chưa bầu chọn được chủ tịch, các nghị sĩ mới đắc cử chưa thể tuyên thệ nhậm chức và hoạt động của các ủy ban trực thuộc cơ quan lập pháp này có thể bị vô hiệu hóa. Việc xem xét phê chuẩn các dự luật và nghị quyết về nhiều vấn đề chính sách và lập pháp, kể cả liên quan đến hoạt động đối ngoại cũng bị đình trệ. Đó chắc chắn không phải là điều mong muốn đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ đang hưởng lợi từ sự hợp tác và trợ giúp của Washington.